Xin chào mọi người, cùng hòa mình vào sự phát triển của xu hướng về chuyển đổi số và khai thác dữ liệu, cũng như là chuyển đổi qua các mô hình về trí tuệ nhân tạo AI của các dự án lớn hiện nay. Thì công ty Nhất Tiến Trung cũng đã phục vụ cho các nhu cầu đó với các sản phẩm Gbo Server của mình để phục vụ cho các yêu cầu của các dự án về mô hình AI như vậy. Một trong số đó là dòng sản phẩm Gbo Server System 7049 GB TRT. Đây là một cái thiết kế của hãng Super Micro được công ty Nhất Tiến Trung nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại thị trường Việt Nam. Thì như mọi người thấy, đây là một toàn bộ thiết kế của sản phẩm 7049 GB TRT. Đây là một cái dòng sản phẩm lai giữa dòng Ragma và Tower. Hiện tại bay ban đầu nó sẽ là Tower 4U với kích thước tiêu chuẩn ở đây. Bạn có thể tùy chọn thêm cái bộ kích Ragma để chuyển đổi nó thành dạng Ragma để mình lắp đặt trên các tủ rack hay là data center. Ở đây là toàn bộ thiết kế mặt trước của máy. Đây là một cái phần nắp bên đây, logo của hãng Super Micro ở đây. Còn với đó là có nút nhấn on off. Khi mở cái này ra thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ các khe ổ cứng phía trước, cũng như là cái ổ DVD disk drive ở đây. Đây là 8 ổ cứng H, 8 ổ cứng 3.5 inch, có thể tùy chọn giữa ổ cứng 2.5 và 3.5 tùy theo cái yêu cầu sử dụng của mình. Và hỗ trợ hot swap. Thì với các ổ cứng này mình có thể tùy chọn lưu trữ rất là lớn, lên đến là 128 TB cho cái ổ cứng 3.5 inch, hoặc là ổ cứng SATA SSD SATA tốc độ cao mà dung lượng cũng rất là lớn, đáp ứng về nhu cầu quan trọng của hệ thống AI. Và ổ cứng này nó cũng hỗ trợ về khả năng hot swap để mình có thể rút nóng nó ra và thuận tiện cho việc bảo hành bảo trì sau này. Các bạn có thể thấy đây, ở đây thì chúng ta đã có trong cái đơn hàng này thì có gắn các ổ cứng SSD chuyên dụng sẵn rồi. Thì khi mà mình gắn ổ cứng 2.5 như vậy, mình phải cần thêm một cái tray convert từ 3.5 sang 2.5. Ngoài ra thì ổ cứng này cũng hỗ trợ về chuẩn NVMe, mình có thể tùy chọn gắn được 4 ổ NVMe, thường là cái cổ 5678 ở đây, mang đến cái tốc độ truy xuất nhanh chóng, độ trễ thấp mà dung lượng rất là tốt, và có hỗ trợ cả RAID thông qua phần mềm RAID Intel RAID Vrock. Đó là toàn bộ về khả năng lưu trữ và phục vụ cho hạ tầng AI với tốc độ truy xuất nhanh chóng và độ trễ thấp. Về hiệu năng xử lý thì chúng ta có ở đây là dạng Dual Socket với Intel Xeon Scalable. Bên cạnh đó thì bộ nhớ cũng rất là rộng lớn, khi hỗ trợ 16 khe cắm RAM DDR4, tối đa cho mình là 4 TB với sự kết hợp của Intel Optane Persistent Memory. Thì dung lượng của Persistent Memory nó rất là lớn, và đó là những cái thông số cơ bản về mặt hiệu năng hoạt động. Bên cạnh đó thì cái phần quan trọng nhất của một cái sản phẩm Gbo Server đó chính là khả năng kết hợp hỗ trợ các kẹt Gbo chuyên dụng, đặc biệt là của hãng NVIDIA với dòng kẹt Tesla Series. Thì đây là một dòng sản phẩm Workstation Gbo Server, nó hỗ trợ tất tần tật các cái kẹt đồ họa hiện tại của hãng NVIDIA, từ GeForce dòng consumer cho đến Quadro dòng đồ họa chuyên nghiệp, hay là dòng chuyên dụng cho hệ thống AI đa loại Tesla. Và mình có thể hỗ trợ gắn tối đa cho cái server này là 4 cái kẹt Tesla như vậy. Tối đa là hiện tại là dòng Tesla V100 dạng PCIe với 32 GB. Thì ở trên cái nền tảng này thì hiện tại đang gắn là 2 kẹt Tesla B40 với hiệu năng lên đến là 24 GB, số core CUDA rất là lớn. Và để đảm bảo cái hệ thống này hoạt động tối ưu và được làm mát rất là tốt thì mình có thêm 4 cái quạt làm mát ở đây. Cùng với đó thì mình cũng có option thêm hai cái bộ kích để option thêm các cái fan hút và hút nhiệt để hút cái luồng khí ở đây và làm mát tối ưu cho cái Gbo Tesla ở đây hoạt động. Hiện tại cái hạ tầng mạng của các khách hàng phục vụ cho hạ tầng AI thì yêu cầu tối thiểu cho cái cổng quản trị cũng là 10 GB, cái cổng nội bộ cũng là 10 GB, hoặc là hạ tầng lên đến là 25 hoặc là 100 GB. Thì trong cái đơn hàng này thì họ thử dùng hạ tầng là 100 GB. Ngoài việc phục vụ cho các cái hạ tầng AI thì server này cũng được ứng dụng chuyên dụng cho các hệ thống về ảo hóa VDI. Bên cạnh đó, với các khách hàng có yêu cầu sử dụng kẹt RTX 2080 Ti thì cái dòng máy này cũng hỗ trợ gắn được 4 cái kẹt RTX 2080 Ti. Thì với 4 kẹt mình có thể lắp đặt hoạt động thêm cái chế độ là NVLink thông qua cái NVLink Bridge
để mình gộp hai kẹt rồi tích lại với nhau để tối ưu hóa cái hiệu suất hoạt động, và ứng dụng cho các mô hình về AI rất tốt với chi phí đầu tư hợp lý. Đây là cái toàn bộ những gì đặc sắc nhất của một cái thiết bị GPU server, và cụ thể là dòng system 7049 GBTRT có thể hỗ trợ luân chuyển giữa dòng tower và rack mount, giúp cho doanh nghiệp có thể ban đầu thì lắp đặt máy tại văn phòng của mình trong một cái khu, trong một bàn làm việc nhỏ gọn để sử dụng và training trong hệ thống của mình. Sau đó thì nhu cầu phát triển hơn, mình có thể sử dụng nhiều hệ thống hơn và lắp đặt trong các tủ rack hay là data center, thì mình chỉ cần mua cái bộ kit thêm, option thêm cái rail kit và lắp đặt chúng lên cái tủ rack của mình. Cùng với đó, khả năng hỗ trợ tất tần tật về dòng card đồ họa cũng như là các GPU chuyên dụng của NVIDIA thì nó giúp cho mình có thể sử dụng cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau. Thậm chí mình có thể chạy mix giữa dòng card GeForce RTX 2080 Ti với dòng Quadro hoặc là với dòng Tesla chẳng hạn. Đây là một cái khả năng mix rất là phù hợp cho nhiều yêu cầu, nhiều cái mục đích sử dụng khác nhau. Vừa rồi thì mình đã giới thiệu tổng quan tức từng tật về các ứng dụng cũng như là các thế mạnh về cái mặt spec của thiết bị GPU server 7049 GBTRT, một thiết kế của Supermicro được công ty Nhất Tiến Trung phân phối tại Việt Nam. Và để cụ thể hơn về các giải pháp của thiết bị GPU server này, xin mời mọi người đón xem các video tiếp theo của công ty Nhất Tiến Trung. Xin chào và hẹn gặp lại.